Dạ, chào quý khán giả. Đây, quý vị còn nhớ đây là ai không nè? Đó. Chừng nào con có qua nữa con đem chơi cho tôi chai dầu nước xanh nha. Chai dầu con cho hết rồi, Trời lâu 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 rồi hết rồi, đau bụng để đau bụng nữa chứ. ơi. Dạ Chừng nào con có qua con đem cho tôi chai nha con. Dạ. Quên. Bữa nay đi vậy mà không nhớ đó nha. Thường thường con bỏ trong xe không à. Sao bữa nay quên nữa rồi. Vậy là nhớ thích cho dầu phải không? Bữa nay biết con vô làm gì không? Không à, con biết là con qua lâu quá rồi, con qua con thăm tư Dạ. Thì mà con qua để làm gì biết không? không biết nữa. Nhớ. Ta nhớ, ta mới qua. Không nhớ hoàng chi. Thì qua thăm tư cô khỏe không? Thấy không, đi mà hả nè, quần cục nữa nè, không Lâu quá rồi. đi quần cục luôn á, là biết cỡ nào á. Giờ hỏi thiệt là ở nhà có đi sinh không? Không có đi nữa. Tao ở nhà từ ăn cơm rồi cái lên võng nằm niệm Phật. Rồi giờ có đi tới đi lui được không bà ngoại á? Hả? Bà ngoại đi tới đi lui được không á? Được. Có cây gậy, đi có cây gậy, đi phải có cây Giống gậy. như ngoại vẫn đi được. Bây giờ hai đầu gối nó yếu rồi, hai đầu gối nó yếu rồi, không có cây gậy nó té. Tính ra bây giờ là bà ngoại nhiêu tuổi rồi? 79, Tết này là 80. Vậy hả? Bây giờ thì 79 tuổi, còn mà Tết này nữa 80. Rồi bữa hổm thằng Đô nó nói bà gắng nghe, vài tháng nữa rồi bà Tết bà lãnh tiền già. 80 phải không? 80 được lãnh phải không? 80 còn mấy tháng nữa à, Đô nó là còn 6 tháng nữa à là bà được lãnh tiền già rồi. Bà đừng có theo bà hai nghe, tôi nói theo đồng theo mày. Tao còn khỏe mà Ta còn khỏe mà ngã hai đầu gối này nó hả? yếu, đi phải có cây gậy, không có cây gậy nó té. Tại vì tính ra tới thời điểm mà ai gọi nữa, tính ra tới thời điểm mà bữa mà dẫn hai ngoại đi khám bệnh á, thì thấy bà Tư cũng bị tim, nhưng mà nói chung cũng mức độ nhẹ. Nhưng giờ á là nói chung bị tim rồi thì nó đi với ăn uống này nọ nó cũng bớt mặn này ha, với cũng bớt đi lại nha. Với lúc này cũng đâu uống thuốc cũng gì phải không? Không vậy đi, nhiều khi ăn uống này, ăn uống á, tuy rằng nó hơi kham khổ nhưng mà nó không có quá chất nhiều vô á, cũng giúp cho ngoại đỡ cái phần đó nữa, thật sự luôn á. Nhiều khi ăn uống vậy đó, ăn Bà bác sĩ dặn tư là đừng ăn mặn quá, ăn lạt lạt già rồi, đúng ăn rồi, mặn quá lên máu, đúng rồi, ăn lạt lạt đi đừng ăn mặn quá. dạ ăn mặn quá nhiều khi lúc trước nói thận này cũng hơi 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 yếu á nha, nhớ Nhớ. không? Ăn mặn quá cái thận nó trữ nước. Đâu rồi, cái tay đâu rồi, cho con coi coi. Ngon lành nha quý vị. Con biết không, Tư có con tay nhà, còn tay bên đây có tật. Được. Con biết không, nè cái nghe tay này ngay thẳng nè, con này ngay không được nè, nó có tật. Vậy là cái này bị cắn giá hay gì? Nó cắn giá. Vậy là không có thẳng được luôn. Không có làm, không thẳng được Vậy vậy là tới đó. đây là hết rồi phải không? Đây nè, nó đây nè, rồi thành ra không có làm gì được cái chân, Tư được có cái tay bên Ủa đây mà cái nè. này là từ nhỏ tới giờ hay là sau này mới bị? Hồi đó hồi con gái té té rồi lõi tay Rồi, rồi nên giờ nó rồi cắn giá luôn. vậy, giờ nó trật luôn. Giờ thành ra được con tay à, còn tay nó có tật, không có mần gì được chân á. Bây giờ con chỉnh lại chịu không? Không đau lắm không được. Gắng chịu đi. Thôi Con chỉnh vậy? thôi nói Con vậy nó kệ nắng, con uống, con để có rớt cái này nó, không à? thôi Sao hả? Lỗi lỗi tay luôn, đó con làm lỗi luôn à, mà kệ lỗi. kệ nó Thương không hết nữa. thôi, nó có tật rồi kệ nó. Thôi.
con làm nó lội luôn. Đâu có đâu. Thôi lội luôn à. Ta cho miếng dầu ha, cái tên là nó làm rớt ngay rồi, xong. Thôi. Xong. À, chứ à, mẹ ơi. À, lâu lâu vô thăm. Mà bây giờ đi á, hết tiền đổ xăng rồi. Xin tiền bà đổ xăng bà cho không? Đâu có tiền. Ngoại đâu có tiền. Nói thật sự ra tại hết tiền đổ xăng mới nhớ tới ngoại á. Mà tôi không có tiền. Không có tiền. Hết tiền đổ xăng rồi mới nhớ tới bà đó. Giờ làm sao bà giờ? Phải có là tôi cho, bằng ngặt tôi không có, bây giờ không có. Thôi bây giờ để con vô con lục nha. Con lục là có là lấy ha. Lục đi. Trời ha. Ở chỗ nào giấu tiền hả? Chỗ nào bà ngoại giấu tiền hả? Đâu có tiền đâu giấu. Thường thường bà giấu chỗ nào? Không có tiền đâu giấu. Trời ơi, chỉ với con đi để con biết con lục chứ. Có tiền đâu giấu mà lục mà chỉ. Không có tiền. Nói thường thường, thường với bà già đó. Phải có đồ có ăn nước mắm. Trời ơi, thường thường cái hãng bà hay để dành. Có để dành, còn ngặt không có. Hồi đó mấy bà già đó tiền không chịu ăn. Cứ điệt để dành rồi cất ở đâu rồi nhét ở đâu kia đó. Bởi vậy con mới hỏi nè. Nhưng mà ngoại tôi không có. Từ ngày bà giấu ở đâu, bà để ở đâu? Không có. Nghĩa hả? Ngày chắc ăn không có phải không? Không có, không có thiệt. Rồi nó nói chứ có cô Út á, có gửi tiền cho bà ngoại. Chịu không? Nè. Trời ơi, ngồi giết này giống, ngồi giống mấy bà già luôn rồi nãy không? Cái ngực chân đưa lên nãy không? Trời ơi. Cô Út gửi cho ngoại 5 xị. Đây. Đó. Gửi cho ngoại 5 xị. 500. Mang ơn cô gì? Dạ cô Út. Mang ơn cô Út mà giúp đỡ cho tôi có tiền mua mà chế độ ăn cho khỏe cho mạnh giỏi. Tôi mang ơn Út. Vậy vậy, nếu mà có ai mà cho nữa đó bà chịu không? Chịu. Tại vì giờ mình không có không có gì để mà ra đồng tiền với chân phải không? Không có đi xin nữa phải không? Mà thì nghe lời con với thằng Hoa nó la. Thấy không, lâu lâu vô thăm thì có ít cho ít, có nhiều cho nhiều, chủ yếu là nhờ Mạnh Thường Quân á, là những cái người già này nè, nói chung cũng không có tạo ra đồng tiền chân á, thì không có thì giống như nước mắm hay nước muối vậy nọ ăn qua ngày. Nhiều khi rau á thì ra ngoài vườn á, ở đây có hai rau nào trồng được không? Ở đây có rau nào để mà hái ăn không? Không đâu. Không có, đúng rồi. Đi chợ mua ăn rồi đi chợ mua. Tại vì ngoại là ở ăn nhờ và ở đậu. Nó không có một miếng, giống như là không có cục đất để chậu chim nữa. Nên giờ là lúc trước hai bà thì được cái chú Ba ở đây cho ở. Rồi giờ một bà đã đi. Còn bà này ở lại thui thủi một mình. Cũng lâu lắm rồi cũng không có vô thăm ngoại. Tại vì Phong cũng phải bươn chải mưu sinh, đi quay những cái giống như là những cái trend á. Lúc đó khán giả xem nhiều hơn. Còn nếu mà quay về từ thiện á thì ít lắm quý vị, không đủ để sinh sống cho gia đình. Chính vì vậy á thì thôi để Phong cũng tâm sự luôn. Thông khoan đấy chưa nữa, trời ơi. Này là ngoại cảm ơn cô Út rồi phải không? Cô quên. Dạ, cảm ơn cô Út nhiều lắm đã gỡ tiền về giúp cho các cụ già. Thì Phong đã trao được 500 cho ngoại có cái ăn, có tiền để mua miếng thịt, miếng cá, miếng rau, miếng tương, miếng cà, miếng bánh để ăn ha. Ăn cho khỏe nha. Có duyên nữa của cộng đồng nữa đó, con đem vô con trao nữa. Trao nhiều nhiều á, khi nào mà nhiều thiệt nhiều đó, con vô con xin tiền đổ xăng thì cho phải không? Được. Trời ơi. Thật sự ở một mình đây nè, nếu mà có ai đi tới để trò chuyện á là rất là vui.
cái sự sự bây giờ nè, bốn bức tường cái tuổi này rồi á thì ai để đi tới nữa. Mà con hỏi thiệt một điều nè, là con đi tới bà ngoại có vui không? Vui, mừng nữa. Mà vô hoài nữa không? À, đó. Mà vô á, có đãi nhỏ ăn gì không? Nó có gì đâu đãi. Nước mắm. Khô quẹ. À, con ăn nước mắm đâu nổi. Trời. Anh thì ăn tư tư không nổi đâu. Không dám đâu. Trời ơi, lâu lâu mà ăn khô quẹt ha, mà mua vài ba cụm rau chấm vô một cái, ôi nát nhất cái nách luôn á. Thiệt quá. Ăn hoài thì không thì nó ngán thì mà lâu lâu ăn á, à, nó mắm kho quẹt nè ha, mua trái bầu trái bí gì đó chấm vô cái đưa vô miệng ăn to rồi nó nhất cái nách. Cảm ơn cô Út rất nhiều đã đồng hành với Phong á, giúp cho các cụ già. Một lần nữa thì con cũng cảm ơn cô. Chúc cô và gia đình thật nhiều sức khỏe, luôn luôn gặp nhiều điều may trong cuộc sống. Dạ, bây giờ lần nữa xin cảm ơn cô rất nhiều. Ngoài dùng số tiền này á, ngày mai đi chợ gì đó mua gì ăn nha. Mới nãy đi vô mà nghe nói ăn nước mắm vậy đó, không có đủ chất đâu. Già rồi ăn thì rất ít thiệt, nhưng mà ăn phải đủ nó mới có sức khỏe nha. Đã nói bác sĩ dặn là không được ăn mặn, mà ngoại lại ăn nước mắm, cái đó là giống như đồ mặn rồi. Đúng không? Tại không có tiền ăn nước mắm, có tiền rồi mới đi chợ mua đồ ăn. Đúng rồi, con hiểu rồi, chính là vậy thôi. Ngày mai nhờ ai mua? Ngoại bây giờ còn đi chợ được không? Hả? Ngoại bây giờ còn đi chợ được không? Còn được, còn đi được. Nhưng mà phải có cây gậy, còn không có té. Phải đi đi, đi có vận động, mà có vận động thì nó khỏe hơn nha. Khi nào mà lực bất tòng tâm rồi không đi được đó hả? Tôi nói con nghe đừng bỏ ngoại tư nha, và con bỏ ngoại tư là ngoại tư chết đó. Cũng nhờ con với Mạnh Thường Quân nuôi dưỡng Tư mới sống được tới bây giờ. Nếu mà con bỏ là ngoại tư chết đó. Chết thiệt, không phải chết chơi đâu. Đâu có bỏ đâu. Bỏ đâu có bữa nay vô đâu. Thấy không ạ? Quý vị, có con gái luôn đó. Cái cũng còn trẻ luôn đó. Mà để mẹ bơ vơ, mẹ sống đơn côi của một mình. Con á thì cho dù nghèo khổ, cho dù như thế nào, mà đấng sinh thành sinh ra mọi chuyện là không ngỏ ngàng tới luôn. Lúc thời điểm mà Phong quay về ngoại hai ngoại tư á, là người đó chỉ có lợi thăm khi nào mà ngoại được tiền rất nhiều. Còn nếu mà ngoại không có tiền thì không bao giờ đến. Vậy để làm gì với người con gái kia? Lúc này là Phong rất ít đi tới. Đó là cái cơ hội cho em báo hiếu với mẹ già, chứ không phải mà đợi về để mà khi bà có tiền để lấy tiền của bà. Bây giờ Phong cũng không có trách, chỉ mong rằng á, cuối đời của ngoại hãy về chăm sóc với ngoại, trò chuyện với ngoại. Một đứa con mà nếu đi về để nói chuyện chăm sóc ngoại ơi mẹ đó thì còn gì quý bằng nữa. Người mẹ chỉ trông chờ bao nhiêu đó thôi, chứ không phải là chờ 100, 200 ngàn, 1 triệu, 2 triệu của bạn để mà về để cho bà. Bà chỉ cần cái tình thương của người con đối với người mẹ thôi. Đi về là bà vui lắm rồi, còn quý hơn vàng nữa đó. Hãy về thăm, hãy về lo cho bà. Hoặc là mình có công việc gì đó, mình về một ngày hay là một buổi, rồi mình đi, rồi một năm bữa, 10 bữa mình lại mình thăm nữa, vẫn được vậy. Đó là công việc của mình, nhưng mình không quên mẹ, mình nhớ cái đất sinh thành của mình. Phong á, là người ngoài mình phải lo như vậy, tại sao mà bạn không làm được vậy? Hãy cố gắng lên bạn. Mẹ của mình còn đây, chứ nếu mẹ mất rồi thì bạn có tìm được cái bóng, cái hình, cái dáng người mẹ này được không? Hãy suy nghĩ kỹ lại và hãy nâng niu vết thương người mẹ này nhé. Thôi bỏ túi đi cầm hoài.
không còn, không có tiền, không có tiền, không có. Lúc trước hả, con đi tới á, làm gì làm cũng còn ha, đi tới thường á, thôi con về nha, lần sau con vô con đem chai dầu. Về cho ngoại tư gửi lời thăm vợ con với con mẹ ha. Dạ. Con thèm cái gì nữa không? Không. Ngoại còn thèm cái gì nữa không? Không, con thèm chai dầu. Nè, thích dầu thôi phải không? Ngộ ta. Con có qua nữa đem, nhớ đem cho ngoại tư chai dầu để tặng ban đêm có đau bụng đủ sức. Đúng rồi. Còn thường mấy bà già đó là hỏi thèm gì không không? Chỉ thích nhà giống như là đúng rồi, cái dầu á. Ừ. Thôi mấy bà già, ông già khoái dầu không à, sức với ghiền luôn á. Con biết không, đau bụng mà sức vô cái hết à, nó ấm bụng nó hết rồi con. Dạ, con nhớ rồi, lần sau con vô. Thôi, thì giữ sức khỏe nha ngoại. Giờ trên nha. Tết con qua nữa không? Trời ơi, vài bữa hay là tuần lễ hay à. Chứ vài năm nữa kìa. Nè, chắc khả năng là vô sớm chứ không thể nè. Còn sao có qua nhớ chai dầu nha, đừng quên nha con. Dạ. Đó quý vị, thì không lâu lâu không vô thăm ngoại vậy đó. Chiều, mẹ vui. Chiều ông trời ơi mưa. Đúng rồi. Con về đi để mất mưa. Dạ không sao đâu, con đi trước kia mà, không có sợ mưa. Đó quý vị, thì Phong á là cũng thương ngoại này lắm. Thấy ngoại đơn côi có một mình. Lúc trước có ngoại hai, ngoại tư, nhưng mà giờ sống đơn côi có một mình thôi. Thu thủi có một mình, ăn uống cũng tự mình. Nhưng mà được hàng xóm, những người xung quanh đây đã như là đi chợ búa hoặc là mua đồ gì cho. Trời ơi, cố nội nào mà đề nẹt máy hoài vậy trời. Đừng có cãi con nha, con qua con xử rồi nha. Trời ơi, nguyện nguyện mà còn bất kèn nữa. Thì Phong cũng xin phép dừng video. Thì mong rằng là video này lan tỏa được cái tình yêu thương của giới trẻ dành cho những cụ già, những người sống neo đơn, không có con cái chăm sóc. Thì những cái lời mà tâm sự nói chuyện vậy đó, thì bà ngoại đây rất vui. 80 tuổi rồi mà con cái không ai về để chăm sóc, chỉ nhờ hàng xóm, bà con, ở quên hàng xóm và những người lân cận ở xóm này nè, là chú qua, chú lo, cũng quý được cái tấm lòng đó. Nhưng bà cũng cần nhiều hơn để mà bà có cái ăn, có cái uống và có những viên thuốc để cho uống hoặc là chai dầu để sức. Mong ước nó đơn giản vậy thôi, nhưng mà thực sự nó không phải là đơn giản, khó với ngoại như lắm. Cái đó đều bằng tiền hết. Thì Phong mong rằng là cái duyên của Phong với ngoại vẫn còn, để mà giúp cho ngoại một quãng đời còn lại. Thì hôm nay Phong đi tới trao số tiền của cô Út. Bà ngoại nhận, bà ngoại vui dữ lắm. Mong rằng là vài ngày nữa, một thời gian ngắn nữa, Phong sẽ tới thăm ngoại, đem cho ngoại chai dầu. Thôi thì Phong cũng xin phép dùng video. Mến chúc tất cả cô chú anh chị ngày mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Bye bye ngoại.